Xin chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vật Nhà. Hôm nay giới thiệu với các bạn một cái cây hồng ngoại, đó là Caray, là một cái dòng hồng ngoại xuất xứ từ nước Anh. Đây là mình quay toàn bộ cái thân lá cho các bạn xem này. Đó, thân nó rất dài nhá. Ở đây nó vẫn đang phát triển trong cái chậu cả. Nó có 3-4 cái mầm, mình cắt để một mầm thôi, bởi vì mấy cái mầm kia nó nhỏ, nó là mầm mù mà. Đây mình dựa cạnh cái gốc hồng leo Sapa đây. Cái thân nó khá là dẻo nhá, mình dựa vào đây. Các bạn nhìn hoa này. Cái hoa của cái dòng hồng này thì nó rất là to. Nó có thể đường kính nó có thể lên đến 7 cm đến 9 cm. Đây là một bông đã nở nhá. Đã nở nhưng mà nó chưa nở hẳn đâu. Nhưng vẫn còn đang tạo thành cái form rất là đẹp. Còn một bông thì đang e ấp. Một bông bên này thì nở bắt đầu tàn rồi. Nó có cái mùi thơm rất là dịu nhá. Mùi thơm rất là nữ hoàng. Đó. Cái hồng này thì nó cũng rất là siêng hoa nhé. Khi nó hết hoa các bạn cắt đi thì một lứa hoa nó tầm 1 tháng rưỡi. Tầm 1 tháng rưỡi là nó có một lứa hoa. Tầm 6-7 tuần đấy. Đó, khi thời tiết mát mẻ như bây giờ là mùa đông, cũng lạnh lạnh ấy, thì cái hồng này nó rất là đậm màu này. Nó có cái màu hồng đậm này các bạn này. Đó. Bởi vì những cái hồng ngoại nó ở cái xứ lạnh, cho nên là trời càng lạnh thì màu sắc nó càng đẹp các bạn ạ. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Lá thì nó rất là dày. Lá nó có 5 lá. Lá đối xứng rất là dày. Đấy. Trong cái vườn hồng nhà mình thì cũng có một số cái giống hồng ngoại mà mình hay trồng. Bởi vì là những cái giống hồng mình ngoại mình lựa chọn là mình sưu tầm đều là những cái giống là dễ chăm, ít sâu bệnh. Chứ còn những cái giống cầu kỳ quá trồng thì cũng không nên chơi các bạn ạ. Nó cầu kỳ quá, chơi nó cũng khó khăn mà nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mình chơi niềm vui mà, không để nó bị nó hành mình. Đây, thân rất dài nhé các bạn nhé. Chỗ này mình nhìn thì nó cũng phải cao tầm 1,5 m đấy. Đó, hoa thì nó lại đầu cành. Các bạn nhìn nó không có một nhánh nào luôn. Thế cho nên là khi mà trồng thì các bạn có thể trồng 2-3 gốc cạnh nhau được. Nó không có một nhánh nào luôn, nó lên thẳng tắp này. Xong nó ra hoa ở đầu cái cây này. Và nó cũng rất dễ dâm thôi, các bạn cắt cành dâm thôi bình thường nhé. Dòng Caray này thì là một dòng hồng của Anh Quốc. Rất là đẹp, các bạn nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy. Một số cái clip hướng dẫn trồng chăm sóc hoa hồng, chiết hoa hồng. Thì bên cạnh đó mình cũng giới thiệu những cái dòng hồng mà các bạn nên chơi, cũng có thể dễ chơi. Đó, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Vâng, qua clip này đã giới thiệu với các bạn dòng hồng ngoại Caray của Anh. Thì các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để xem những clip hữu ích từ kênh Hoa Vườn Nhà nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ, một kỳ nghỉ Giáng sinh thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn các bạn.